Xin chào các bạn nha. Hôm nay á mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm Taximet này nè với cái máy in BT210 này nha. Thì cái phần mềm Taximet này dành cho những cái anh tài xế để in bill cho khách hàng á các bạn. Thì cái phần mềm này á các bạn cần phải bật định vị lên á thì các bạn mới có thể sử dụng và in được nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết trước nha. Thì cái máy in này á là cái máy in Bluetooth nha các bạn. À, có thể in được rất là nhiều cái phần mềm như là sổ bán hàng nè, tính tiền TV nè, kiosk Việt nè, Taximet nè và một số cái phần mềm khác nữa các bạn. Những bạn nào mà mua máy in này á, thì hãy liên hệ bên mình, mà có phần mềm rồi á, thì liên hệ bên mình để bên mình test thử cái phần mềm đó có thể in được bằng cái máy in này hay không nha. Hoặc là những cái máy in khác thì bên shop mình còn rất là nhiều loại máy in khác nữa nha. Thì khi mà các bạn mua máy in về á thì các bạn mở cái khay giấy ra nha, các bạn bỏ giấy vào. Thì ở đây nó có cái khớp nè các bạn, ngón tay trỏ nè, các bạn để đây ha, ngón tay cái các bạn bạn chịu đây nè, các bạn bật lên là nó sẽ lên nè đó. Các bạn nào mà mở sai nó sẽ bung cái này lên nha, nhiều khi nó sẽ gãy cái chấu này luôn nha các bạn đó. Cái tờ giấy này đó là bên mình đã in test cái máy in sẵn rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ giấy vào và mình sẽ hướng dẫn các bạn in test luôn nha. Rồi các bạn bỏ giấy theo chiều về nha các bạn, các bạn bỏ ngược là nó sẽ không có ra mực nha. Rồi các bạn để giấy nó lòi ra xíu nha. Nếu mà các bạn không cho giấy nó lòi ra thì nó sẽ kêu tít 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 nha. Để mình cho các bạn xem nha, nó sẽ báo á. Rồi, khi mà mua máy về thì các bạn cũng phải mở cục pin ra, các bạn tháo cái miếng dán ở đằng sau nè. Bên mình dán lại khi mà vận chuyển á các bạn. Rồi các bạn tháo nó ra. Rồi các bạn gắn pin vô lại để sử dụng ha. Rồi, đây, để mình cho các bạn xem nè, không gắn giấy vào nè, để con không lòi ra là nó sẽ kêu nè. Mở lên nè. Đó nó sẽ báo đó, thấy rồi nè đó. Các bạn gắn xuống, các bạn lấy hai tay và các bạn chịu, các bạn đẩy xuống nha. Rồi các bạn tắt nguồn nè. Rồi để mình hướng dẫn các bạn in test nha. Rồi các bạn bấm hai nút về đồng thời nè đó, các bạn buông ra nè, nó sẽ ra một cái tờ giấy in test cho các bạn nè. Ở đây nó sẽ có là cái phiên bản của máy in nè. Rồi USB Bluetooth nè, máy này có thể in được trên máy tính hoặc là điện thoại luôn nha các bạn. Rồi ở đây là cái tên máy in này nha các bạn. Đây các bạn coi, đây là tên máy in này. Rồi bây giờ các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái máy này nó sẽ có một cái như thế này nè. Các bạn bấm nút này nè, nó sẽ ra giấy nè, nhả ra nè. Những bạn nào mà nó ra giấy nó còn mất một khúc ở dưới thì các bạn bấm nút này để cho nó ra giấy. Rồi các bạn xé nha. Còn cái trường hợp á thì các bạn bấm á, nó ra giấy dài như vậy nè đó, nó sẽ ra giấy dài như vậy nè đó. Thì các bạn bấm hai lần nút nguồn liên tục nha đó, nó sẽ kêu tiếng beep là nó sẽ hết nè đó, nó sẽ trở lại như ban đầu nha. Những bạn nào mà bị cái lỗi này á thì các bạn xem mình hướng dẫn đó, các bạn khắc phục cái lỗi đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cái phần mềm Taximet nha. Thì giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn trên cái điện thoại Android lẫn iOS luôn nha. Rồi thì các bạn cài cái phần mềm Taximet vô nha các bạn. Các bạn lên App Store thì các bạn search cái từ khóa Taximet nè, hoặc là CH Play á. Rồi khi mà các bạn không mở cái định vị lên nó sẽ báo nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở định vị lên nè, qua cái app ha, mình tắt mở lại nè. Rồi cho phép. Đó, nó sẽ chuyển qua bắt đầu nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Rồi mình để xíu nè. Rồi mình bấm top. Đây mình test thôi nha các bạn. Còn các bạn thì chạy thì các bạn cứ để cho nó bắt đầu. Khi nào mà xong á thì các bạn dừng lại á thì các bạn bấm top nha. Rồi bây giờ các bạn muốn in á, các bạn kết nối máy in á thì ở trên cái hệ điều hành iOS đó, thì các bạn không cần phải ghép đôi như là trên Android nha. Các bạn vào trực tiếp trên cái app Taximet này, các bạn kết nối luôn nha. Rồi các bạn vào cái chỗ máy in nè. Rồi bật Bluetooth lên nha các bạn. Rồi Connect Printer nè. Rồi các bạn bấm vào cái tên này nè các bạn. Rồi nó có dấu tích xanh này nè, là nó đã kết nối thành công nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình in thử nè. Đó nó sẽ ra nè, thấy các bạn thấy không? Đây
Mình cho các bạn xem là để gần rồi. Đó. Rồi ra ngoài luôn. Mình thử. Đó, các bạn thấy không? In ra rất là ok nha các bạn. Rồi, còn trên cái phần mà cái điện thoại Android. Đây. Rồi các bạn cũng cài cái phần mềm Taximet vào nha. Này mình cài rồi, các bạn mở lên nè. Rồi các bạn cũng cho nó truy cập vào cái định vị nha. Đó, bật định vị lên nè. Rồi, các bạn cũng bắt đầu nè. Đó. Sau đó các bạn bấm dừng. Rồi các bạn vào, các bạn bấm in build ha. Mình quên nữa các bạn, trong cái phần, trong cái Android các bạn phải ghép đôi nha. Rồi để mình tắt ở bên cái thằng iOS. Rồi các bạn vào kết nối nè, Bluetooth nè. Tên máy in cũ mình xóa đi. Rồi các bạn vào Bluetooth các bạn ghép đôi nha, cái tên nè. MTB2 nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu là 4 số 0. Ghép đôi. Nó nhảy lên trên là đúng nè. Đó. Rồi bây giờ mình vào trở lại cái phần mềm mà Taximet. Rồi. Kết nối máy in. Rồi cái này với các bạn, mình vào mình in luôn nha các bạn. Mình in luôn nè, nó sẽ hiện ra cái phần mềm nè. À, nó sẽ hiện ra cái máy in nha. Đó, nó in nè. Đây các bạn, thì sau khi mình in ở trên cái hệ hành Android đó các bạn, mình thấy nó bị một số cái lỗi nè. Trên Android nó in nó có một số cái lỗi nha các bạn. Nó bị lỗi phông nè. Nó không được tốt như là ở trên cái iOS nha các bạn. Thì như thế này nè các bạn, nó bị mất khúc nè. Đó không, các bạn xé nó sẽ bị mất chữ nè. Các bạn bấm cái nút này nè, nó sẽ lên nhả giấy lên cho các bạn xé nè. Đó. Thì ở trên cái hệ điều hành Android á, in thì nó sẽ bị lỗi phông nha các bạn. Nó chỉ in tốt trên hệ điều hành iOS thôi nha. Rồi ok, những bạn nào muốn mua máy in này á, thì mình để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả. Những bạn nào muốn mua thì các bạn xuống phần mô tả, click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để được giao hàng ở tận nơi luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.